Theo cập nhật của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC lúc 10 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 giờ Việt Nam, khoảng 3 giờ sau khi đổ bộ, bão Milton mang theo những trận mưa lớn và gió mạnh vào đất liền trên một số khu vực miền Trung, Florida. Tình trạng khẩn cấp về lũ quét được ban hành ở khu vực Vịnh Tampa, nơi mưa sẽ tiếp tục trong vài giờ nữa. Trong khi đó, bão Milton đang di chuyển tới thành phố Orlando với lượng mưa lớn và gió mạnh vượt mức 26 km/h. Theo khuyến cáo mới nhất từ NHC, Milton vẫn là cơn bão cấp 2 với sức gió 170 km/h, đang di chuyển về phía đông, đông bắc với tốc độ 25 km/h và tâm bão nằm cách Orlando 120 km về phía tây nam. Cường độ cơn bão Milton đã giảm xuống cấp 2 sau khi tâm bão đổ bộ vào Florida với sức gió 177 km/h. Mặc dù cơn bão đã suy giảm, nhưng những tác động nguy hiểm vẫn còn. Hơn 1 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp trong bang Florida đã mất điện và lũ lụt đe dọa tính mạng vẫn đang tiếp diễn. Theo đài CNN, ông Kevin Guthrie, giám đốc sở quản lý tình trạng khẩn cấp Florida cho biết khoảng 125 ngôi nhà đã bị phá hủy trước khi cơn bão đổ bộ. Nhiều ngôi nhà trong số đó là nhà di động. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang FEMA đã yêu cầu người dân ở yên khi bão Milton tiếp tục di chuyển qua Florida, đồng thời cảnh báo các tình huống đe dọa đến tính mạng vẫn không thay đổi. Đài CNN đưa tin có nhiều người tử vong ở quận St. Lucie, Florida sau khi một trận lốc xoáy tấn công khu vực này. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đề nghị các quan chức không ngần ngại liên lạc với ông nếu cần thêm hỗ trợ về các nỗ lực cứu hộ, ứng phó và phục hồi.